Chỉ số tiết kiệm nhiên liệu của một mẫu xe máy luôn là một tiêu chí không thể bỏ qua của người tiêu dùng khi quyết định xuống tiền mua xe. Vì thế, khi thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu được Cục Đăng Kiểm Việt Nam công khai, khách hàng sẽ dễ dàng tìm ra mẫu xe nào tiết kiệm nhiên liệu nhất đang được bán trên thị trường hiện nay. Yamaha, xe máy tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, Yamaha đã có nhiều thay đổi khi đi tiên phong trong việc phổ biến công nghệ phun xăng điện tử trên dòng xe số giá rẻ hay phổ cập động cơ Blue Core trên các dòng xe tay ga bên cạnh công nghệ tạm dừng động cơ Stop and Start System với hai chế độ bình thường và đường đông. Theo thử nghiệm của Yamaha, chỉ riêng tính năng này đã giúp xe tiết kiệm tới 7% nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị. Gần đây nhất, để giải quyết bài toán tiết kiệm trên tinh thần thể thao, Yamaha đã đưa công nghệ trợ lực điện Hybrid trên một số dòng xe ga mới ra mắt. Đây là công nghệ khá mới mẻ, hiện chỉ có Yamaha áp dụng trên các dòng xe ga bình dân. Các công nghệ này đã khiến cho những sản phẩm của Yamaha có khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Thành quả dành cho những nỗ lực của Yamaha đó là theo công bố mới đây của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về mức tiêu hao nhiên liệu của 281 mẫu mô tô, xe gắn máy, thì Yamaha Grande đã trở thành xe ga tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam với mức tiêu hao chỉ 1,69 lít trên 100 km. Không chỉ Yamaha Grande trở thành xe ga tiết kiệm nhiên liệu nhất, mẫu Jupiter FE và Sirius FE cũng đồng thời dắt tay nhau trở thành xe số tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường với con số lần lượt là 1,55 và 1,57 lít trên 100 km. Yamaha Moto Việt Nam vô cùng tự hào khi dòng sản phẩm xe ga và xe số của chúng tôi có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm nhất Việt Nam hiện nay. Đây là một cơ hội rất tốt, một lợi thế để chúng tôi có thể truyền thông đến khách hàng về chất lượng và công nghệ vượt trội của xe Yamaha. Ở Việt Nam, xe máy vẫn là một sản phẩm cần thiết và người dân vẫn có nhu cầu mua xe để đi lại. Tại thời điểm này, vì tình hình tài chính khó khăn hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên chắc chắn việc xe Yamaha tiết kiệm xăng sẽ tác động không nhỏ đến quyết định lựa chọn khi mua xe của người tiêu dùng. Ngoài giảm gánh nặng tới ví tiền của người tiêu dùng trong thời điểm hậu Covid, mọi nhu cầu chi tiêu đều cần phải thắt lưng buộc bụng. Những nỗ lực của nhà sản xuất trong việc tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu của xe máy còn đồng thời giảm lượng khí thải gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại các thành phố lớn.